Xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đường Nguyễn Hữu Cầu thuộc phường 3, thành phố Vũng Tàu. Con đường này là nó cắt với lại đường Lam Kỳ Khởi Nghĩa. Khu này thì rất là yên tĩnh, an ninh, đường bàn cờ. Đây có các cái đường nhánh là đường Huỳnh Khương An, Huỳnh Khương Linh. Đây là đường Huỳnh Khương Linh. Huỳnh Khương An thì ở phía ngoài kia một chút. Đây là đường Huỳnh Khương An. Đường xá ở đây rất là đẹp. Mặt tiền đường, đường nội bộ. Ở đây là các cái dãy nhà này là dãy nhà liên kế. Dãy nhà liên kế. Thì nói chung giá trung bình một căn nhà ở đây thì người ta đang chào tôi bán là khoảng 4 tỷ rưỡi một căn. Cái diện tích 4m2 x 20. Thẳng đường Huỳnh Khương An này ra là đường tự nhiên quên tên. Đây là tôi đến nhá. Đường Phan Đăng Lưu. Đó, đường Phan Đăng Lưu. Đây là ra mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thì xung quanh cái đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa này thì có mấy quán ốc rất là ngon. Rồi mấy ngân hàng đây là ngân hàng SCB Thương mại Sài Gòn. Rồi có quán cơm cũng rất nổi tiếng, gọi là cơm ma, cơm hướng dương. Có trung tâm điện máy lớn là Kim Minh, rồi A Hò. Đây ngân hàng Maritimebank. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì có chung cư Nam Kỳ Khởi Nghĩa, rồi bến xe. Đấy. Những ai đi đến thành phố Vũng Tàu thì thường nếu như đến bến xe thì là chính là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây ngân hàng Sacombank. Đây trung tâm điện máy Nguyễn Kim. Trung tâm điện máy Kim Minh. Kim Minh. Ngân hàng Agribank. Và điện máy A Hò. Đấy xa xa kia là chung cư Nam Kỳ Khởi Nghĩa với hai lô. Lô A, lô B. Lô A thì là mới hơn. Lô B thì cũ hơn, giá rẻ hơn. Lô A thì diện tích khoảng 60m2, hơn 60m2 chào bán giá dao động khoảng 1 tỷ có nội thất. Còn lô B thì 75m2 thì cũng giá khoảng 1 tỷ. Thì nói chung là hơn 10m2 ấy, nhưng mà giá chỉ bằng với căn 64m2 ở đó thôi. Thì nếu như ai có nhu cầu mua bất động sản ở đây thì hãy alo ngay cho tôi. Theo số điện thoại 0909889678 và 0915699112. Đây là chợ gọi là Vũng Tàu gọi là chợ mới. Đây, chợ mới. Chợ này thì gọi là Vũng Tàu gọi là chợ đầu mối. Nếu như ai mà bán buôn đấy thì thường đến đây thì người ta đổ mối trái cây rồi là hoa quả các thứ thì là tập kết ở đây ban đêm. Tôi ở ngay gần đây nhưng mà cũng chưa đi chợ đêm bao giờ. Trái cây. Vậy xin hẹn gặp lại quý vị trong các cái video clip lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.